Hello anh em, chào mừng anh em đến với GameToday. Rất vui vì được gặp lại anh em trong clip về auto chat của Tuần Cơm. Tôi xin được vui mừng thông báo với anh em là kênh sắp được 21.000 sub rồi. Mục tiêu của tôi là đến cuối năm ấy là nó sẽ được 30.000 sub. Đấy, thì bây giờ là đã được là 1/10 quãng đường rồi. Từ bây giờ đến cuối năm là chỉ thêm 10.000 sub thôi. Thì bây giờ chúng ta đã được thêm 1.000 sub rồi, chỉ còn 9.000 sub nữa thôi. Đấy, nên là hy vọng là các anh em mà vẫn đang xem nhá, vẫn đang xem tôi, yêu quý tôi. Đấy, nhưng mà lại quên mất là chưa đăng ký thì nhớ nhá anh em nhá. Anh em phải kiểm tra lại xem em đăng ký lại chưa. Chưa đăng ký thì ấn đăng ký giúp tôi. Ngoài việc anh em đăng ký kênh thì anh em đừng quên là anh em ủng hộ tôi bằng việc ấn like cũng như xem quảng cáo anh em nhá. Anh em làm như vậy sẽ giúp cho kênh nó được tăng tương tác là một này. Thứ hai là giúp cho tôi có thêm kinh phí, chi phí để tôi duy trì kênh cũng như là phát triển kênh nha anh em nhá. Hoặc anh em cũng có thể làm như anh em Đinh Việt Phú, donate thẳng vào mặt cho tôi. Đấy, anh em Đinh Việt Phú thì có donate cho tôi 100k vào sáng nay với lời nhắn. Nhắn gì thì còn lâu mới nói. Vâng, và tôi xin được cảm ơn anh em Đinh Việt Phú rất nhiều. Và tôi cũng xin cảm ơn bạn Trương Thanh Hương. Bạn Trương Thanh Hương cũng donate cho tôi 100k vào sáng ngày hôm qua. Nhưng mà hôm qua thì không có clip để ra anh em ạ. Giờ cảm ơn hai bạn nhé. Rất là vui mừng và trân trọng đón nhận cái tình cảm của hai bạn dành cho tôi. Được donate thì rất là vui. Đương nhiên rồi, có tiền thì ai mà không vui. Nhưng mà đằng sau cái donate đấy ấy, cái điều mà khiến cho tôi xúc động nhất lại chính là cái tin nhắn của hai bạn dành cho tôi. Nó thật sự làm tôi rất là xúc động. Đọc tin nhắn xong thấy ngay rất là rõ ràng cái sự yêu mến, trân trọng những gì mà tôi đang làm từ phía các bạn. Tôi rất vui. Các bạn nhắn như nào thì tôi xin phép là tôi không được đọc ra nhá. Tôi không đọc ra. Và tôi xin phép được giữ cho riêng mình, lấy đó làm động lực để phấn đấu, phát triển kênh trong tương lai. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Ngoài ra thì tôi cũng xin được chào mừng và cảm ơn các bạn đăng ký hội viên mới của kênh. Cảm ơn anh em Phạm Tiến Quân, cảm ơn anh em Nguyễn Quang Tiến và bạn Nguyễn Thu Vân. Cảm ơn ba bạn cùng với các anh em hội viên khác đã giúp tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định ở trong tháng 5. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ây à, Skybreaker 2 sao à? Đồ có một viên ma lăng. Bây giờ cũng chưa biết chơi cái gì anh em ạ. Trận này có Goblin à? Trận này có bom. Có bom mà chơi được Goblin. Nhưng mà chỉ có bom thôi. Chỉ có bom thôi. Thì từ từ đã. Cũng chưa biết chơi gì anh em ạ. Chuyện này chưa biết chơi gì. Đội hình thì chưa được nhiều bộ lắm. Ôi dồi ôi, tôi cứ tưởng là tôi ngon. Nhưng mà tôi đã làm gì đã ngon. Thằng này là con ngon hơn tôi nhiều. Chán đời, khỏe thế. Ơ, ăn được này không? Ăn được thì lại vãi đạn. Không, à không ăn được, không ăn được. Rồi ghép cái chẹp lan à? Cái chẹp lan với cả hai con 2 sao thì lấy cái cửa gì ăn được. Thôi, chấp nhận vậy. Đen thế, round đầu tiên gặp ngay thằng mạnh. Đấy là gấu này, chơi được không? Được. Ra gấu sớm, này. Round 5 ra gấu 3m à? 3m. Lấy cái Celia Z 3m luôn nhỉ anh em nhỉ? Thế này thì thôi, chả Goblin nữa, bán đi up cấp vậy. Tôi nghĩ là bây giờ mạnh đấy, bây giờ như này là mạnh đấy. Up cấp lên cho 3m vào xong rồi giữ máu luôn. Đánh giữ máu mà nếu mà hên ra là cái con gấu mết thì nó lại vô đối. Đấy, chúng ta ra con gấu mết thì lại đánh được chuỗi thắng đấy. Đây nếu mà ra gấu mết là có thể kép được bờ linh ở đây rồi, là ngon rồi. Được không? Vớ vẩn thua thêm round nữa này. Ăn nổi không nhở? Chắc là được, làm gì thua, làm gì thua, làm gì thua. Có một con 2 sao là được rồi. Ra ngoài trả ra cái gì liên quan để mua cả. Này cũng chưa biết chơi gì đâu anh em ạ. Từ từ đã. Không dám ghép cái bờ linh. Có bờ linh ở đây nhưng mà không dám ghép. Bởi vì là cũng chưa biết là chơi gì. Tí lúa nhớ lại đang chơi mết lại phải chuyển về chơi insect thì sao. Đúng không? Chuyện này về căn bản là nó có beat. Nó có beat. Nó có ngộ không là sẽ có beat. Có assassin. Có Lancer sẽ có Glacier. Đấy, có Glacier, có Clyde. Đây này, sẽ có Assassin thôi, chắc chắn thôi. Sẽ có người chơi Assassin trong trận này. Đấy, mà có Lancer là sẽ có Glacier đấy. Sẽ có người chơi Glacier. Hoặc là có thể là sẽ là bộ Wario. Thế chơi gì cho nó hợp lý nhỉ? Ê, ra con gấu Assassin này. Lên 6, hợp lý. Lên 6, kẹp 2 gấu 3m. Nhưng mà nó vẫn không hợp với cả cái đội hình này lắm nhỉ. Gấu Assassin thì chúng ta có thể chuyển sang chơi Assassin cũng được. Chuyển sang chơi Assassin, chơi beat à? Thực ra thì bây giờ nó phải phụ thuộc vào cái đồ anh em ạ. Đồ trận này không giống đánh xin. Thôi bán đi, mua con sói này. Mua sói lấy 3 human có khi ngon hơn anh em ạ. Lên 7 là kẹp 3 human vào. Up 7 sớm là kẹp được 3 human. Đấy, chuyện này rồi lại sẽ có beat này, đây giống là beat này. Beat hoặc warrior. Trông có vẻ tôi không mạnh lắm nhỉ. Mặc dù là có 2 sao đấy nhưng mà ăn được không? Vẫn ăn được, hay quá. Cắt được chuối này luôn. Được. Trận này làm quả. Nếu mà có 12 con thì sao? Nếu mà chơi đội hình 12 con được không? Có rớt. Có rớt là chơi được 12 con. Mặc dù không có rồng 5 tiền. Không có rồng 5 tiền thì sẽ là chơi 12 con. Nhưng mà sẽ không phải chơi là 5 rồng 9m. Đấy, mà có thể chơi cái đội hình khác. 6m chẳng hạn. 6m 4 gót. 6m 4 gót được. Có rớt là chơi được 6m 4 gót đấy. Ở level 10. À level 12. Kẹp thêm con bom nữa. 6m 4 gót. Kẹp bom. 6m 4 gót thì chỉ cần level 11 thôi đúng không? Đấy, 6m này. 6m 4 gót là ở level 10 chứ. Level 10 là được rồi. Có rớt là chơi ở level 10 là được rồi. Level 10 vậy là 11 là kẹp bom. Vẫn còn kẹp được con Dark Spirit nữa. Ở level 12 nếu mà chơi 12 con. Được. Thế thì được đấy. Xem nào. Kẹp được thêm con Dark Spirit nữa ở level 12 cơ mà. Xem nào, con thằng nào chưa gặp đấy. Bagura và cả Ricardo chưa gặp. Bagura với Ricardo đều để ở level 5 à. Tức là đang eco. Rồi, nói chung là yếu. Ăn được. Rồi, Bagura này. Cũng có 2 con 2 sao rồi đấy chứ, cũng không yếu lắm đâu. Nhưng mà Celia Z thì có vẻ không ăn được tôi. Ok. Rồi, có chuỗi rồi. À đây rồi. Được đấy. Ra được con gấu mết rồi này. Hay lắm. Đây rồi. Kiếm quyển sách anh em ơi. Rồi. Chỗ này chơi gấu luôn. Ra 3 gấu rồi này. Kiếm một con quy giặt lụa kích hệ anh em ạ. Kiếm con quy giặt lửa kích hệ luôn. Ây à. Anh em ơi, chuyện này có khi phải kết thúc trận đấu sớm á. Tự nhiên thấy đau bụng thế. Đau bụng ấy nhở. Chứ rồi tự nhiên thấy đau bụng anh em ạ. Năm nào giờ. Tôi phải nói thật là sorry các anh em mà vừa xem clip vừa ăn nhá. Tôi biết là có rất nhiều anh em là có cái thói quen là vừa xem clip vừa ăn. Nhưng mà thực sự bây giờ tôi đang rất buồn ỉa anh em ạ. Ê, tự nhiên đau bụng thế nhở. Ồ, làm nào rồi. Đây ghép cái Triển Thánh này, ghép luôn nha anh em nhá. Triển Thánh quan trọng đấy. Vì là chưa ghép được cái huyết trượng, ghép của Triển Thánh luôn cho nó tròn đồ. Giữ cái chuỗi này, bắt buộc sẽ giữ cái chuỗi này. Mẹ bây giờ mới ra 11 đấy anh em ạ. Chết tôi rồi, đau bụng quá. 11 tức là còn ít nhất là còn khoảng... Thôi trận này kết thúc trận đấu sớm thôi. Cố gắng kết thúc trận đấu trong vòng khoảng round 35, round 35 thôi anh em ạ, 35 round nữa là mất 25 round nữa là chúng ta có thể kết thúc trận đấu. Khoảng 25 phút, 30 phút nữa. Rồi, nhịn 30 phút à. Làm hụm cà phê cho nó bình tâm vậy anh em ạ. Hết sức bình tĩnh, đang có chuỗi. Cái trận này đang ngon, mẹ bây giờ quýt ra mất một cái trận đấu đang ngon anh em ạ. Khả năng top 1 là cao. Thôi cố gắng kết thúc cái trận đấu sớm. 25 round nữa thôi mà. Yên tâm, ra gấu có sách đẩy sớm thôi, anh em. Đẩy cấp sớm thôi, ép đối thủ và chết sớm. Trận đấu này tôi sẽ kết thúc thật nhanh. Tránh là mất thời gian của tôi. Nào, ôi giời ơi, mất chuối à? Vừa vào phần. Được không? Ê. Mẹ mất chuối ạ. À. Glacier à? À đây rồi. À được đấy. Ba human đã. Từ từ rồi anh em. À, đủ đúng mua cả con rồng nữa này. 3 human 6 m à. Vấn đề nó phải ra con già sớm anh em ạ. Chưa ra già nó cũng chưa chơi được 6 human đâu. Để chắc chắn chơi được nó phải ra con già. Đấy, ra con già và con gấu 2 sao thì ok luôn. Còn bây giờ thì nói chung là tăng cơ thì có nhưng mà đam hơi thiếu, Ấy, gặp thằng có chuỗi này. Ăn được không? 4 bit à? 4 bit kẹp với cả spirit. Có vẻ như tôi ăn được. Ừ, được không? Úi giời, để xin nhá, được đấy. Cắt chuối luôn bạn ơi. Từ từ đã, bán con rồng đi anh em ạ. À. Vừa kịp tròn tiền. Bán rồng đi lấy tiền đã, chưa chắc đã chơi được 6 human đâu anh em ơi. Về căn bản là nếu mà chơi gấu ấy, mà ra gấu là ưu tiên chơi gấu hơn. Đấy, chơi gấu ấy mà kẹp 6 human là phải chơi ở level 9. Đúng không? Không, level 10 luôn. Level 10. Thôi không được anh em ơi. Level 10 mới chơi được như thế. Nên là thôi. Nếu mà chơi 4 gấu kết hợp với 6 human thì rõ ràng ở level 10 rồi. Thôi. Chúng ta ưu tiên gấu trước anh em. Chơi 3 human được thôi. 3 human kẹp với cả 6 m, 4 gấu, chơi ở level 9. Đấy. Như thế mạnh hơn. Đúng không? Chơi như thế mạnh hơn. Bây giờ ra con già là có thể là 6 human à 6 m này. 3 human, 4 gấu. Ở level 9. Ui giời, tuyệt vời. Ơ, hình như round này lại thua thì phải. Ơ, đéo mẹ cay nhờ. Thắng được cái thằng có chuối mà vẫn thua. Nghĩa là kiểu gì? À nhưng mà lại đau bụng anh em ạ. Mẹ vừa lấy tập trung game đã quên đi rồi. Lấy là quên đi rồi đấy. Tập trung vào game xong tự nhiên cáu một cái là coi như lại đau bụng lại anh em ạ. Đau đấy. Thôi phải bình tĩnh thôi. Mấy cái pha như thế là phải hết sức là bình tâm nhá, không cáu gắt nha anh em nhá, không cáu gắt, bình tĩnh. Thôi làm thêm hụm cà phê cho nó xuôi xuôi. À, hình như uống cà phê không đỡ hơn anh em ạ. Không biết là tính chất của cà phê uống vào nó có nhuận tràng không nhở? Sao cảm giác mà uống xong thấy nó cứ thắt lại cái bụng, nó đau thế nhở? Ồ, cảm giác đau hơn anh em ạ. Mẹ từ lấy đến giờ mà mới có thêm có 5 round ạ, bây giờ mới ra 15. Nhóc lâu thế nhở? Đánh từ lấy giờ mới có thêm 5 round. Bao giờ cho nó đến round thứ 35 đây. Chuyện này muốn đẩy không đẩy được ấy chứ. Chuyện này muốn đẩy cũng khó mà đẩy được. Bài nó có ra được đâu. Bài này nó ra gấu chứ nó không ra 2 sao. Thôi lấy giáp luôn. Lấy cái giáp luôn, chốt cho nhanh anh em ạ. Giữ máu vẫn là chính. Nói chung là ghép được hết tất cả các đồ có thể. Giữ máu đó. Bây giờ mà ra được cái con gấu assassin 2 sao ấy thì cũng gọi là ổn đấy. Ra gấu xin 2 sao. Ui rồi ơi. Gấu đá à? Thì 4 gấu. Ra được 4 gấu rồi này. Thế từ từ đã, 4 gấu trước, 4 gấu trước chơi 3 mét rồi. Rồi cũng được. Ra được 4 con gấu rồi thì chơi 4 gấu thôi. Thế này thì trận đấu lại kéo dài rồi. Tầm này bây giờ không đẩy được. Khó nhỉ. Nhưng mà ra 4 gấu thì cái cơ hội là nó ra được cái con gấu mết lên được 2 sao thì nó cũng ngon đấy anh em. Cũng được đấy. Ra gấu mết 2 sao thì... À mà đánh mết à? Đánh mết thì chắc là không cần gấu assassin đâu. Chơi mết thì tí nữa chắc là bán gấu assassin đi thôi. Bây giờ đợi wizard xong rồi kích 6 mết. 4 gấu ở level 9 đúng không? 9. Level 9 nhưng mà phải con già cơ. Con già mới kích được thế anh em ạ. Chưa ra già. Đấy cái vấn đề nó ở cái chỗ đấy đấy. Vẫn là cái con già nó chưa ra. Ui thằng này có gấu 2 rồi ạ. Vãi đài. Ui, gấu bố luôn ạ. Gấu cụ tổ luôn ạ. Trời. Thế trận này khó rồi. Trận này không kết thúc sớm nữa rồi anh em ạ. À được rồi. Ui được đấy nhờ. Già rồi này. Còn mẹ mày. Già rồi. Lên 9 luôn chứ. Lên mẹ 9 đi anh em ạ. Lên 9 luôn. Đẩy rồi nhanh. Đau bụng lắm rồi. Thôi. Kệ mẹ nó. Đéo cần biết. Cứ lên 9 đó. Lên 9 kẹp 6 mét vào. Khẩn trương cho tôi giải quyết cái. Cái thằng kia soi đéo đây. Lên 9 rồi này. Giỏi soi đi. Ăn đi. Chuyển vị trí. Sang xếp bài counter đấy. Phải chuyển vị trí với con coi anh em ạ. Cẩn thận chứ. Nhanh sang bắt mấy round lại. Đéo đẩy được trận đấu là nhanh hơn đâu. Phải nói thật là đau bụng lắm rồi anh em ạ. Con mẹ lại có một thằng nó xếp bài. Nó counter vào cái con già của mình. Bắt già. Egersis à? Ăn được. Vẫn ăn được. Đấy, có sách là được rồi. Có sách lên 11 anh em ạ. Lên 11 là sẽ lên được 12 nhá. Còn nếu không lên được 11 thì chơi ở 10 thôi. Nó chơi ở 10 nó chơi gấu ấy. 4 gấu kẹp với cả 6 mét là vẫn còn thừa một slot để cho con 5 tiền. 5 đô vào. Ok. Cũng được. Trận này các bạn nhiều thằng nó mạnh ấy. Trận này nhiều thằng mạnh. Lên được level 10 là kẹp thêm con sói vào rồi cũng ngon này. Kẹp sói vào. Thêm tí tăng cơ ở phía trên. Bây giờ thì đam thì nói chung là cũng thiếu mà tăng thì cũng thiếu. Đang yếu anh em ạ, toàn 1 sao. Đấy, bây giờ ra được con gì đấy 2 sao được không? Cho xin một con gấu 2 sao được không? Đen thật, từ nãy giờ chưa thêm một con gấu nào cả anh em ạ, mấy round rồi chưa thấy đẻ thêm. Chưa thấy đẻ thêm bất cứ một con gấu nào luôn. 4 gấu ấy nhá. Chơi 4 gấu từ cái đời nào rồi, bọn này nó bị tắc đẻ rồi. Nhịn đẻ giỏi phết nhưng mà tôi không nhịn ỉa lâu đâu. Thế nên là đẻ nhanh lên gấu ơi. Cô mẹ nhanh lên hộ tôi cái nào. Chó xin một con gấu đi. Ra. Úi giời ơi, được nhưng mà là gấu xin thì nó cũng không ăn thua lắm. Xin là xin con gấu mết đấy chứ, còn con gấu assassin này thì gọi là chơi tạm thôi. Chán thật. Không ăn thua anh em ạ. Này phải lên 10 cơ. Cuối cùng thì chúng ta cũng đến được round 20. Từ lấy giờ mà cũng chỉ có thêm được có 5 round thôi á. Rồi. Thôi cố gắng anh em ạ. Còn 15 round thôi. Cố gắng thôi. Ôi ôi đồ chán đấy nhở. Ra gấu bố à? Ra gấu cụ. Thay con này ra. Đồ này thì ghép cái gì? Xung kích á? Không. Để dành ghép cái huyết trượng như ai ghép cái xung kích làm gì, đúng không? Thôi, từ từ đã. Từ từ đã anh em ạ. Thôi bây giờ tích tiền lên 10 thôi anh em ạ. Tích tiền lên 10 xong rồi cho cái đéo người nhà. Ui, bây giờ đau bụng quá. Đang định nói cái gì quên mất anh em ạ. Up 10 cho con gấu vào, à con sói. Up 10 cho con sói vào. Để dành tiền up 10 cho con sói vào. Ôi dồi ôi. Cái cảm giác đau bụng này. Cái cảm giác đau bụng mà không có đi ỉa ấy. Nó khiến cho tôi nhớ lại cái hồi mà tôi học mẫu giáo, đi nhà trẻ. Tự nhiên những cái dòng ký ức nó lại ùa về. Đúng là tuổi thơ dữ dội. Nhớ cái đợt đấy cũng thế. Kiểu trong cái giờ ngủ ấy, cô giáo cứ bắt đi ngủ. Cô giáo bắt đi ngủ nhưng mà buồn ỉa đéo chịu được. Không biết làm nào. Đấy, các bạn ấy đang ngủ. Cô thì còn đang canh thằng nào đang không ngủ, thằng nào đang thức. Thằng nào tí hí mắt thì là cô phạt, cô quát. Khổ thế, cứ phải nhắm mắt vào chịu đựng thôi. Nhắm mắt vào chịu đựng suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi các bạn dậy. Các bạn dậy rồi cô giáo cho dậy thì mới được coi như là đi vệ sinh ạ. Mà cái đợt đấy nó còn nhiều cái khác nữa chứ nó cũng không đơn giản. Nó chỉ là cái việc là cô giáo bắt đi ngủ đâu. Đợt đấy cái phòng vệ sinh nó cũng bẩn vãi cướp, khiến cho tôi coi như là tôi không thể nào tôi ỉa được ở cái phòng vệ sinh đó. Ở cái nhà vệ sinh đó. Nhà vệ sinh ở nhà trẻ bẩn đéo chịu luôn anh em ạ. Chắc là anh em 8x thì chắc là cũng sẽ đồng cảm với tôi trong cái việc này. Anh em trải qua rồi, anh em cũng sẽ trải qua rồi, anh em cũng sẽ nhớ lại được. Dã man. Cái phòng vệ sinh, cái nhà vệ sinh công cộng nó bẩn. Nó bẩn kinh khủng khiếp. Mà nó không những bẩn, nó mùi nhá, nó bẩn. Mà nó còn có mấy cái con mà ngày trước kiểu lúc hồi mình bé thì mình cũng không biết là nó bẩn đâu. Cái con mà nó nhìn nó rất là giống cái con tôm mà nó cứ nhảy. Nó ở trong những cái vũng nước tiểu, nó ở trong những cái vũng nước bẩn ấy mà nó cứ nhảy. Thế mà hồi đấy đéo hiểu sao tôi với một vài thằng khác chơi con đấy chứ, bắt cái con đấy lên chơi chứ. Bắt mấy con đấy lên chơi xong đến giờ ăn ý. Đến giờ ăn cũng chả có rửa tay rửa tiếc đéo gì cả. Xong rồi bốc ăn như đúng rồi. Nghĩ lại mà thấy hãi. Nhưng bây giờ cảm giác nó lại ùa về. Đau bụng vãi cả đái ạ. Nhanh thôi nào, kết thúc trận đấu thôi. Đang có chuỗi. Sắp lên đường 11 rồi anh em ạ. Lên đường 11 là kẹp được vào 6 human đấy. Lên đường 11 là 6 human được. Kẹp 2 wizard, bớt một con mết ra là 6 human. Được. Ok, 6 human 4 gấu, 6 human 4 gấu và 6 mét ở level 11. Ô mà bây giờ mới để ý là cái thằng Ricardo kia cũng đang có chuỗi kìa. Chơi ui, nó chơi 4 gấu với cả 4 wick, 4 gấu 4 wick à. 4 gấu 4 wick. Càng ấy. Gấu kết hợp với cả Witcher. Trận này khi không kết thúc một trận đấu sớm rồi. Bây giờ mới round 25 nhưng mà trông của nó cũng trông vẫn to lắm. Mười một đây rồi anh em ơi, đây rồi đó. À nhưng mà như này thì đéo chơi được 6 mét. Ơ thiếu con gì nhở, không chơi được 6 mét rồi. Thế này là chỉ chơi được có 3 mét thôi. À đéo đâu, không phải, chơi được 6 mét anh em ạ. Chơi được 6 mét. Trời ơi, đúng là đang đau bụng. Không thể tập trung được luôn anh em ạ. Được, chơi được, bỏ ấy ra, bỏ human ra, bỏ 1 mét ra xong rồi kích hoạt 2 wizard là chơi được. À đây rồi. Gấu bố lên được rồi này. Thế chơi bằng con gấu bố à? Trận này chơi bằng con gấu bố. Bỏ human đi. Cho 2 wizard vào. Đây, anh em thấy chưa? Đấy, được. Chơi được 6 mét anh em nhá. Chơi được 6 mét. Rồi, dồn đồ cho gấu bố rồi. Tầm này thì gấu mét vẫn 1 sao thì chơi cái gì? Có bùa linh này. Từ từ đã. Từ từ đã anh em ạ. Từ từ đã. Tí nữa. Chín assassin, trận này có cả 9 xin. Ăn được không? Ui giời, vẫn không ăn được. Mất chuỗi rồi. Chán hết nhở. À đi rồi, rớt đây này. Được. Này nếu mà ra rớt là chơi được 9m đấy nhá. Đúng không? Ra rớt là chơi được 9m đấy. Được anh em ạ, được. Thế tôi kiếm 9m luôn. Ra rớt là chơi được 9m mà. Đây rồi, ra 2, được rồi. Ở đây đang thiếu 3 con mết. Thiếu 3 con mết ở phía dưới. Nhưng mà tí nữa tôi thay lên được 12 là chơi được 9m anh em ạ. 12 là 9m 4 gấu. Ok. Chúng ta đợi lên 12 thôi. Đồ này thì tôi sẽ đợi. Tôi chưa ghép vội đâu. Đồ từ từ là anh em ạ. Tôi đã lấy cái huyết trượng. Vẫn kiếm cái huyết trượng. Đây rồi này. Gặp thằng Ricardo này chơi là gấu kết hợp với cả Witcher. Gấu là bắn gọi là xuyên giáp à. Càng đấy. Khỏe đấy anh à. Ghê. Ghê bạn ơi. 8 máu luôn. Kinh thế nhở. Ây à. 2 con gấu luôn. Rao này 2 con gấu. Bán 2 con này đi. Bán Kunka đi. Kunka không cần đâu. Bán Kunka đi. Chất này tôi chơi gấu mà. Nên là tôi xác định là mấy cái con gấu đưa hết lên 3 sao đi. Giữ lại mấy con gấu anh em ạ. Con gấu đá tí nữa nó sẽ thay cho con gấu assassin. Vẫn sẽ phải giữ lại. À mà có đủ slot không nhỉ? 9m. 9m là ở level 10 đúng không? Kẹp thêm được 2 con gấu nữa thôi. À thế thì không có slot cho gấu assassin. Không có slot cho gấu assassin và gấu đá đâu. Chỉ còn cái slot cho cái con thêm một con gấu tăng cơ thôi. Con gấu đù và con gấu tổ thôi. Ok. Gấu 5 tiền và gấu 2 tiền là chơi được. Rồi, vẫn ổn. Bây giờ mỗi round kiếm được 4 quyển sách. Lên được 12 đấy. Có cơ hội lên được 12 anh em ạ. Được, cũng được, máu còn nhiều. Máu bây giờ còn nhiều, còn 55 máu cơ mà. Lên như này là ổn rồi. Cuối cùng thì cũng đã gần đến round 30 rồi anh em ơi. Ôi dồi ôi. Nào, đang gấp lắm rồi đấy. Nhanh lên. Trời ơi, tôi gấp lắm rồi anh em ơi. Tôi không chịu được nữa đâu. À rồi. Cái cơn đau nó lại hành hạ tôi rồi anh em ơi. Mẹ đau thế. À ôi. À rồi. Đau nhói anh em ạ. À. Cái cơn đau này nó giống với cả một cái cơn đau mà tôi đã từng trải qua trước đây. Và một lần nữa, cái cảm giác ấy, cái kỷ niệm nó lại ùa về trong tôi. Đấy là vào một buổi chiều mùa thu, trăng thanh gió mát, đầu năm học cấp 3. Khi mà những bạn học sinh lớp 10 mới quen nhau, chúng tôi mới gặp nhau xong, chúng tôi mới trải qua cái khai giảng mùa học mới. Chúng tôi gặp nhau và chúng tôi làm quen với nhau. Đấy, chúng tôi giao lưu bằng cái ý tưởng là đạp xe đạp từ Hà Đông lên trên Hồ Gươm anh em ạ. Đấy, đi từ buổi chiều đến buổi tối. Anh em biết rồi, ngày trước là đi xe đạp thôi. Hồi cái lứa tuổi của tôi ấy, 8X thì chúng tôi thường là chúng tôi đi cái phương tiện đi lại của chúng tôi, cái phương tiện đi học, đi chơi là đều bằng xe đạp hết. Có anh em thì đi bằng xe bíp, nhưng mà cái lúc đấy thì xe bíp nó chưa thịnh hành, nó chưa có nhiều các cái tuyến đường để có thể đi được bằng cái xe bíp. Thì chúng tôi đi bằng xe đạp. Đấy, chúng tôi có ý tưởng là cùng nhau, hội thì khoảng 6 đứa thì 3 cái xe đạp. ba cái xe đạp thì đấy, ba đứa đèo thôi, ba đứa đèo thay phiên nhau. Đứa nào mà ngồi sau lúc đi thì cái lúc về ấy là phải đèo. Đấy, cứ thế thôi, thay phiên nhau. Xem nào. Ui, đồ này có thể lấy cái giáp này. Được, 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 lấy giáp cho cái con gấu cụ nó trâu anh em ạ. Gấu cụ này cho nó cò quay trong combat. Con này được đấy, con này nhây lắm. Lấy cái gì nữa? BKB. BKB cũng ngon, BKB cũng ngon nhá, BKB cũng ngon. Rồi. Thôi thế thôi, tạm thời chốt đồ như thế đã. Rồi, trên con đường lên 12. Ôi dồi, tôi lại đau bụng. Đấy thì tôi đau bụng, tôi lại nhớ lại là cái câu chuyện là bây giờ cái cảm giác đau bụng này nó giống hệt cái cảm giác lúc đấy. Cái cảm giác cái hồi đầu cấp 3 khi mà chúng tôi đèo nhau lên trên Hồ Gươm. Đấy, 6 đứa xuất phát từ Hà Đông lên trên Hồ Gươm, một cái quãng đường khoảng 15 cây. Nếu mà chúng tôi đi nhanh ấy thì tôi nhớ là hồi đấy là chắc là cũng nếu mà đi từ Lê Quý Đôn, Lê Quý Đôn, Hà Đông lên đến trên Hồ Gươm chắc là cũng phải tầm 3 tiếng đấy, đi nhanh đấy, đi nhanh là 3 tiếng. Đạp bằng xe đạp. Thì cái hồi đấy thì tôi nhớ là cái bắt đầu từ cái lúc xuất phát là tôi bắt đầu tôi cảm thấy đau bụng rồi. Thôi chết mẹ, cái cảm giác của y hệt như này luôn anh em ạ. À. Ôi dồi, đau. À ôi, nhớ lại vẫn thấy đau, bây giờ cũng đang đau. Ngay từ cái lúc xuất phát là tự nhiên mình cảm thấy đau bụng. Mà anh em biết tại sao không? Bởi vì là làm sao? Bởi vì là đợi mấy cái thằng bạn nó lâu quá, hẹn nhau ở cổng trường. Sau đó rồi hẹn từ lúc là 12 giờ trưa là bắt đầu xuất phát. Đấy, bọn mày ăn uống hết ở nhà đi. Xong rồi 12 giờ trưa là giả vờ bố mẹ là chiều là có cái tiết học, là có cái giờ học vào buổi chiều. Nên là buổi chiều bọn mày hẹn nhau ở đấy là lúc 12 giờ trưa. Ăn uống hết ở nhà xong là coi như đi học luôn. Thế nhưng mà biết đâu là bọn nó câu giờ bọn nó đến tận 1 giờ chiều bọn nó mới đi anh em ạ. 1 giờ chiều bọn nó mới đến. Đấy, 12 rưỡi vẫn chưa thấy mặt một thằng nào cả nhá anh em nhá. Đấy, tôi là gọi là cái dạng gọi là cực kỳ là cao su rồi. À, tôi đã đi 12 rưỡi tôi mới đến. Nhưng mà vẫn chưa thấy thằng nào anh em ạ. Dã man. Đấy là cái buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi năm lớp 10 đầu cấp 3. Và nó cũng là cái lần đầu tiên mà tôi và một vài người đi chơi xa theo cái cách là đi chơi tự đi chơi. Đấy, chứ trước đây là sẽ phải đi với cả gia đình, đi với cả người lớn. Ây à, Lancer solo với cả gấu cụ à? Ăn được không? Gấu bố ăn được cái con Lancer này không? Chết, tụi đéo ăn được rồi. Trông đã thấy là solo như này thì là lâu ấy. Ôi tôi chết rồi. Thế này thì như nào đây? Ui, đồ anh bắt được em à? Đồ anh bắt được em. Đồ anh bắt được em. Trời ơi, thế này chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Làm sao đéo có đam để giết. Cả hai con như thế này thì hòa rồi. Bất phân thắng bại anh em ạ. Trời ơi, thì mất thời gian quá nhờ. Rất đáng suy ngẫm về cái round vừa rồi đấy. Thưa rồi, đang kể dở câu chuyện hồi cấp 3. Cái lúc đấy là đấy là lần đầu tiên tôi đi lên trên Hồ Gươm luôn. Là đi bằng xe đạp. Đấy anh em thấy không? Là cái buổi đấy là nó rất là háo hức, nó rất là thích, nó rất là mong chờ. Thế nhưng mà tất cả những cái gì mà tôi nhớ về cái buổi hôm đấy, về cái kỷ niệm ngày hôm đấy, đấy là tôi bị đau bụng anh em ạ. Đau bụng vãi đái. Mà cái lý do đau bụng là làm sao anh em biết không? Thì là cái lý do ấy, là cái bọn bạn của tôi nó đến muộn ấy. Thế là tôi phải đợi ở cái cổng trường. Đợi ở cổng trường quá lâu anh em ạ. Thì là ngồi ở cái hàng nước, sau đó gọi cái que kem ăn. À không phải kem, hình như là nhớ là hồi đấy là uống nước chè cái đéo gì ấy. Tôi nhớ là hình như là uống nước chè thì phải. Sau đó rồi lúc mà bọn bạn nó đến thì cũng chưa đau bụng đâu, nhưng mà bắt đầu lên xe, bắt đầu đạp ấy, bắt đầu đạp thì là bắt đầu cảm thấy đau bụng rồi. Thế là tôi bảo thằng bạn tôi nhớ là hình như là cái đợt đấy là thằng Sơn thì phải, thằng Sơn bọn tôi. Cao Thái Sơn à? Không phải Cao Thái Sơn, cái đéo ấy nhỉ? Cái gì Sơn ấy nhở? Trời ơi, Sơn ơi, Sơn gì nhở? Bởi vì ngày xưa ấy, chúng tôi không có gọi nhau bằng cái tên, họ tên, chúng tôi không nhớ lắm đâu, tôi thật sự tôi không nhớ. Ngày xưa là tôi gọi là tên nó nhá, kèm theo là tên bố nó thôi. Đấy, bố nó tên là Thủy, nên là chúng tôi toàn gọi nó là Sơn Thủy. Đến bây giờ tôi cũng chưa kịp nhớ ra là tên là tên thật, họ tên của nó là gì. À, nhớ rồi, Đào Thanh Sơn. Đào Thanh Sơn, họ Đào anh em ạ. Họ này là cái họ mà cũng khá là đặc biệt. Tôi tự nhiên tôi nhớ ra Đào Thanh Sơn, đúng rồi. Thế tôi mới bảo là Sơn ơi mày lên mày đạp đi, tao đợi mày lâu tao mệt lắm rồi. Thực ra tôi đau bụng anh em ạ. Đau bụng đéo đạp được luôn. Khổ, đau bụng ngay từ cái lúc mà bắt đầu lên xe. Tức là xuất phát từ Hà Đông ấy. Đấy mà anh em nghĩ xem, đi đến tận trên Hồ Gươm 3 tiếng. Nhịn 3 tiếng đấy anh em. Cái bụng của tôi nó đau quặn lại, nó thắt lại anh em ạ. Mà đấy cái lỗi đau của tôi nó ngày một nó tăng dần theo thời gian. Đi trên đường thì đi bằng xe đạp, anh em phải hiểu là xe đạp và đi cái đường ngày xưa thì nó sóc vãi cứt luôn. Đấy mà mỗi lần mà nó đạp xe mà nó tông một cái ổ gà thì ối rồi ôi anh em ạ. Ôi dồi ôi, tôi chỉ muốn coi như là xuống xe nhai đầu nó luôn lập tức. Nhưng mà làm sao mà nhai được nữa. Bụng đã đủ là đau rồi, chỉ muốn cho ra thôi, không cho vào được nữa anh em ạ. Mà lên đấy, cái hồi đấy tôi nhớ là lúc mà tôi lên tới Hồ Gươm rồi nhá, là tôi đã gọi là coi như là cái không biết là làm thế nào luôn. Mà lên đấy kiểu đấy, hồi đấy còn lần đầu tiên lên đấy mà bỡ ngỡ lắm. Làm gì mà biết được là nhảy vào mấy cái quán cà phê ở phố cổ để mà nhờ đi vệ sinh đâu. Đấy mà kiếm được cái quán cà phê ở phố cổ thì cũng phải biết cơ, chứ còn không phải là lên Hồ Gươm đi vòng quanh Hồ Gươm thì chắc chắn là không có rồi. Phải rẽ vào mấy cái phố cổ anh em. Mà cái hồi trước ấy nhá, là nó không có như bây giờ, nó không tiện như bây giờ đâu. Mấy cái quán cà phê nó bé tí à. Nó chỉ có ngồi ở vỉa hè thôi anh em ạ. Và ở trong cái nhà đấy là cũng ở trong phố cổ, chưa chắc đã có chỗ đi vệ sinh nhá. Thường là nhà ở phố cổ là người ta sẽ có cái khu vệ sinh công cộng, và nó nằm ở trong rất sâu khu chung cư. Khu gọi là khu gì nhỉ? Nó không phải chung cư mà nó gọi là khu tập thể ấy. Ngày xưa ấy, nó ở tít trong sâu cơ. Đấy là cái hồi đấy không biết phải làm nào anh em ạ. Đấy, thực ra thì hồi đấy vẫn có chỗ để đi. Đấy chính là sau này tôi mới biết là đi vào trong Tràng Tiền Plaza là nó có khu vệ sinh. Đấy. Thế nhưng mà lúc đấy chưa biết, tôi lần đầu tiên lên thì chưa biết. Khổ. Đấy, thế là thôi rồi ôi, nhịn ỉa hơn 3 tiếng đồng hồ anh em ạ. Trời ơi, nhìn cái bụng tôi lúc đấy mà tôi không đi được luôn ý. Tôi không đi được luôn ý, tôi chỉ có coi như là lết thôi, lết thôi. Thế rồi anh em biết làm sao không? Đến lúc mà nó sắp phọt ra rồi ý, thì cũng may mắn cho tôi là cái lúc đấy cái bọn bạn tôi thì nó lại đi qua cái hàng kem Tràng Tiền. Nó lại rủ vào cái hàng kem Tràng Tiền, ăn kem Tràng Tiền anh em ạ. Đấy, thế là tôi may quá, tôi lại lết được vào cái hàng kem Tràng Tiền. Sau rồi đến cái lúc mà tôi xếp hàng tôi mua kem ý, thì tôi mới chợt nhận ra ngay bên cạnh cái chỗ xếp hàng đấy nó có một cái cửa. Trên cửa nó ghi toilet anh em ạ. Trời ơi, lúc đấy may mà coi như là mình học giỏi tiếng Pháp đấy. Mình là biết một chút về tiếng Pháp. Thế là mình biết là rồi, đây rồi, cứu rồi, cứu tinh rồi, cứu. Lết thật nhanh ra cái cửa đấy anh em ạ, mở cửa vào. Thế là thôi coi như xong xả được hết ra. Hú hồn luôn. Nhớ lại mà thôi, cảm giác đấy phải nói là đấy là một cái cảm giác mà tôi được cứu anh em nhá. Được cứu ở trong đời. Chết đuối vớ được pháo luôn. Ui giời, đúng là coi như là học tiếng Pháp có hiệu quả phết. Đấy cũng là lý do giải thích tại sao bây giờ tôi dốt tiếng Anh. Nhiều anh em bảo tôi là dốt tiếng Anh, tôi phát âm tiếng Anh em đéo hiểu gì cả. Thì đây nhá, đây là lý do nhá anh em nhá. Đấy, lý do là vì tôi giỏi tiếng Pháp. Đấy, ngày xưa tôi giỏi tiếng Pháp. Đấy, còn đến bây giờ ấy, sau một cái quá trình mà tôi luyện tập, tôi trau dồi kiến thức về tiếng Anh, thì tiếng Anh và tiếng Pháp của tôi bây giờ nó là như nhau, đều không biết gì. Ai à, thôi không cười đâu anh em, đau bụng quá. À, tự nhiên cười đau bụng anh em ạ. À, mà đến bây giờ tôi vẫn đéo hiểu tại sao mà cái cửa của cái phòng vệ sinh ở Tràng Tiền ấy nó lại mở đúng vào cái chỗ bán hàng luôn, đúng cái chỗ mà chúng ta chờ cho mua hàng. Vai đái thật, như kiểu đuổi khách nhờ. Thế mà ăn vẫn ngon. Ừ, ăn kem Tràng Tiền vẫn thấy ngon. Thế đéo nào. Rồi, chuyện này bây giờ tôi cảm giác như là cũng chưa có kết thúc được ở round từ 40 đâu. Đau bụng quá rồi, như nào đây. Khó thật đấy. Khó nhờ. Đánh cái đéo thằng này nhỉ. Glacio. Vấn đề là làm nào để giết được cái con Lancer này. Được không? Không ổn. Rồi, solo rồi. Thế này solo rồi. Thế này là solo rồi anh em ơi. Nhưng mà tôi cảm giác như là cái trận đấu này nó sẽ trở thành coi như là một cái câu chuyện nó là forever luôn á. Đấy rồi, đập đố anh bắt được em luôn. Đố anh bắt được em nhưng mà em cũng đéo làm gì được anh luôn. Cứng quá anh ơi, cứng thế. Chết rồi, thì cái trận đấu này nó như nào đây anh em? Anh à, đố anh bắt được em. Ồ, đánh đi, đánh đi, đánh nhanh lên, đánh nhanh lên, đánh nhanh lên. Ôi nhưng mà làm nào? Con này chắc là đợi cái con gấu ở lên 3 mới ăn được à? Mà không, tôi nghĩ là được đấy. Bây giờ cho 9m vào là ăn được. Chắc là cho 9m vào là ăn được thằng này. Để tôi cho 9m vào xem nào. Rồi, solo. Kiếm con rớt 2 đã nha anh em nhá. Kiếm con rớt 2 đã. Khó nhờ. Cướp đát. Ồ, lần này tao cướp đủ đát. Xem mày có ăn được không? Ăn nổi không? Đủ anh bắt được em. Đủ anh bắt được em. Đủ anh bắt được em. Ôi giời, lại hai con solo với nhau. Thế này đánh đến bao giờ? Trời ạ, không giết được, không mất máu được con này. Đâm đéo ơi, đấm được con này mất máu lắm. Mà nó cũng chả giết được tôi cơ. Lại đố anh bắt được em. Ồ, như nào đây? Giờ mẹ vãi cứt. Như này thì như nào đây? Bây giờ như nào đây nào? Muốn làm như nào đây? Chắc là phải câu đến ra 40 rồi 45. Bao giờ đủ 9m với cả gấu cụ này cho lên 3 sao nhở? Chắc là phải thế thôi chứ còn biết làm nào. Bây giờ biết làm nào đây? Nhưng mà tôi đau bụng quá anh em ơi. Càng ngày tôi càng cảm thấy đau bụng hơn. Chết tôi rồi. Mẹ ơi, vướng vào cái trận đấu mà nó forever luôn thế này thì tôi chết tôi. À, gấu đù lên được 3 sao rồi này. Được. Hy vọng là round này nó ra được một cái gì. Mà cũng đéo biết là ra cái gì luôn đấy. Ra cái gì nhở? Bây giờ ra cái gì nữa nhở? Bây giờ là đủ rồi. Bây giờ ra con rớt 2 thôi. Ra con rớt 2 và ra con gấu cụ 3 sao thôi là bộ này là mắc binh rồi. Còn thế nào ở đây? Hay là lại phải đợi đến khi mà cái tất cả các cái con này nó lên 3 sao thì mới chơi được thằng đấy đây. Ồ, thế thì đến bao giờ? Trời ơi, đau bụng quá rồi. Trộm thần bí à? Hết rồi, chả ghép được cái đồ gì nữa rồi anh em ạ. Cay thật. Trận này là nó đéo có cái chống hồi máu. Nó không có cái búa anh em ơi. Trận này không có một cái búa nào cả. Đen thế nhờ. Chết rồi, thì bây giờ không có chống hồi máu thì làm nào để giết được con này đây. Alo, alo. Chắc là phải đợi để đủ 9m ăn thôi anh em ạ. Đủ 9m ăn thôi. Như này chắc không ăn được. Mà 9m vào cái cửa ăn được cái con Lancer này không nhỉ? Không có một cái búa nào luôn. Không có cái búa để ghép cái gậy gai anh em ạ. Trời ơi, tôi có cái búa thì nó cũng có thể là nó đã khác rồi đấy. Nhưng mà nó không có. Bây giờ làm gì quái nó đẻ ra được cái búa đâu. Đấy, mà nó cũng đeo có cái búa cơ. Thế rồi xong rồi. Thế thì đây nó sẽ là thế nào đây? Mẹ, mãi mãi à? Có phải không? Thế nào đây? Chết tôi. Chết tôi mất thôi. Trời ơi, đủ anh bắt được em đấy. Đủ anh bắt được em. Đánh mạnh lên. Anh đánh mạnh lên được không? Đánh đi. Đánh đeo đi, đánh mấy cái máu ở đấy ạc rồi. Rồi, hòa lại hòa tiếp anh em ạ. Nào đây. Cho con rớt. Xả hết tiền kiếm con rớt nào. Đây rồi. Đây rồi nha anh em nhá. Chuyển, kết thúc trận đấu. Nhanh đi à. Nhanh em ơi. Ok, 9m 9m ở đây rồi. Glacier đấu 9m làm gì có cửa ăn. Ok, ok. Được chưa bạn ơi? Kết thúc trận đấu. Kết thúc trận đấu. Hơi lâu rồi đấy. Tao có đợi đến ngay này hơi lâu rồi đấy. Hơi lâu rồi đấy. Hơi lâu rồi đấy. Hơi lâu rồi đấy. Nhưng mà trông có vẻ như không mất máu kia đi. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Mày đừng có lặn nữa được không gấu ơi? Tăng đi. Tăng đi để cho con Lila nó bắn nào. Thôi chết rồi. Đéo được. Vẫn không được anh em ạ. Mẹ. Vẫn không được. Nó có cái BKB2. Nó có cái BKB2 sao rồi. Thế đi giết cái kiểu gì đây? Đấy, đam thì gây ra thì cũng kinh đấy. Nhưng mà đến lúc mà con này nó cứ bị kiểu bị delay ấy, dừng lại xong mới gây được đam thì thôi chịu rồi. Làm nào nhở? Kết thúc trận đấu sớm. Hai thằng cùng lì như nhau. Lì vãi đái ạ. Bây giờ chỉ thằng nào nhây được thôi. Thằng nào lì thằng này. Bây giờ game này đúng cái game kiểm tra độ lì rồi. Tôi cũng đéo biết là nó có đau bụng, nó có một ỉa giống tôi không. Chứ còn tôi cảm giác như cái độ lì của tôi nó đã đến cái giới hạn rồi đấy anh em ạ. Thực sự nó đã đến cái giới hạn của độ lì rồi. Cậu ơi, cậu chịu thua đi. Cậu cần thiết là phải như thế không? Nhường một trận được không? Nhường một trận cho có clip top 1 được không? Nhường tôi được không? Đùa. Khó thật đấy. Bạn ơi, nhường được không? Nhường được một trận không nào? Xem nào, nhường được không nào? Hay đánh kiểu gì nhỉ? Kiểm tra độ lì à? Mày lì à? Để xem mày lì được với tao bao nhiêu nhá. Kể cả là nhịn ỉa luôn. Kể cả tao nhịn ỉa luôn, tao cũng phải lì mày. Xem thằng nào lì hơn. Chơi đến cùng với mày luôn. Mày thích không? Thích không? Mày thích lì với tao không? Cay nhờ, đéo mất máu luôn ạ. Cáu thật. Làm nào giờ? Khổ thật đấy. Với cái lượng đồ như thế này thì anh em cho tôi nghỉ một chút nhá. Tự nhiên là cái cơn đau thắt bụng nó lại bắt đầu nó lại hành hạ tôi rồi. Ảo à? Cáu thật đấy. Với cả anh em thấy là một cái round này nó mất nhiều thời gian quá. Đau bụng quá rồi. Trời ơi, một cái round này là nó đúng 2 phút một round. Mới round thứ 44 thôi. Và nó hòa anh em ạ. Nó vẫn không có thằng nào thắng cả, nó đang hòa. Cái cơ hội bây giờ là chắc là chỉ có một cái con gấu lên 3 sao thì không biết là có đủ đam không đây. Ô tiên sư nó nhây thật đấy. Tôi không nói là cái hai cái con cờ ở trong game mà tôi đang nói đến hai cái người chơi đây này. Tôi với nó lì vãi cứt. Nhưng mà mới 44 round thì chắc là nó cũng vẫn chơi được. Còn tôi cảm giác như bây giờ nó đã là từ round thứ 444 rồi anh em ạ. Chứ không phải là 44 round nữa đâu. Đối với tôi thì nó là 444 round rồi. Bình thường nếu mà sức khỏe cho phép ngồi được thì không sao. Nhưng hôm nay thì sức khỏe nó không cho phép. Ôi, một chút nữa thôi là còn có tí máu lại đầy lên. Cay quá anh em ơi. Nó lại đầy máu lên, nó lại đánh được. Cay thế nhờ. Thôi xong rồi, lại hòa. Ôi dồi ôi, tôi cứ nghĩ là cái trận đấu này là tôi có thể kết thúc ở cái round thứ 35. Nhưng bây giờ là round thứ 45 rồi. Và có thể sẽ còn hơn. Rất có thể nó sẽ còn hơn nữa. 45 này. Round 50. Round 55. Hình như là sau round 50 là hết, không có đồ thì phải, đúng không? Là hết rồi. Mà bây giờ hết cái món đồ thường rồi. Chỉ còn toàn những cái món đồ hiếm thôi thì làm sao mà ghép được cái gậy gai đây. Không có cái búa anh em ạ. Cay thật đấy. Không có búa. Giờ thì chỉ còn có một cái cách nữa là đợi cái con gấu lên 3 sao thôi. Sau đó là đưa cái bọn này lên hết 3 sao cả, tất cả đội hình toàn 3 sao để đấm nhau thôi. Chứ còn bây giờ làm thế nào bây giờ? Trận này làm thế nào để kết thúc đây nhở? Lần đầu tiên trong đời gặp cái trường hợp nó như này luôn ấy. Thật sự ở đây là cái lần đầu tiên chơi game gặp cái trường hợp không thể kết thúc được trận đấu ấy. Ngày trước chơi Egersis là nó đã quá lắm rồi ấy. Chơi Egersis hai thằng gặp nhau đến round thứ 55 mà nó là quá lắm rồi. Nhưng mà tôi cảm giác trận này nó đéo bao giờ nó kết thúc luôn. Cay nhở. Thật là như thế luôn. Như nào đây? Bây giờ thì cũng chỉ cướp đát hoặc là cướp cái con Fortuner theo lơ thôi, chứ còn cướp được cái con nào đâu. Cướp một trong hai con thì cướp Fortuner theo lơ thì cũng ngon, nhưng mà sau đấy thì cái vấn đề là như nào, làm nào đây? 9m rồi này. Vẫn cảm giác đéo có cửa. Giật mạnh ấy, giật mạnh ấy, nhưng làm thế nào để giết được cái con này? Và tôi nghĩ là ở trong đầu đối thủ thì cũng đang có một cái câu hỏi như tôi, đấy là làm thế nào để giết được cái con gấu của tôi đây? Đố anh bắt được em. Thôi anh bắt mẹ em đi, anh bắt con mẹ nó em đi. Anh bắt nhanh lên, anh bắt em đi, anh bắt nhanh lên. Em chịu không được rồi, bắt đi. Mẹ anh bắt em đi. Đéo bắt được. Còn mẹ cay nhờ. Bắt thế đéo được em. Trời ơi, bắt thế đéo được em. Lại hòa. Tôi chết mẹ, đang đến cái giai đoạn. À đây rồi. Ui rồi ôi anh em ơi, lên được 3 sao này. Lên được 3 sao ăn được không nhở? Được. Nhưng mà nó bước sang cái giai đoạn trừ máu ở đây anh em. Mỗi round trừ máu nhưng mà cũng đéo ăn thua. Thôi trừ chết mẹ đi. Trừ chết nhanh lên, trừ chết nhanh lên, buồn ỉa lắm rồi. Ăn được không? Ăn thì đéo được nhở. Cảm giác lên 3 sao vẫn chưa có cửa ăn ý. Ăn được không? Rồi, được. Kết thúc trận đấu. Ôi mẹ ơi, kết thúc trận đấu. Còn một tí máu thôi. Sắp hết rồi. Ôi rồi ôi, con mẹ nó lại tăng máu lên từ kia. Rồi ôi, nó lại đầy máu kìa. Được không rồi, đấy nó lại đầy máu rồi kìa. Thế đéo nào. Cái gì đấy nhở? Không được. Gần được anh em ạ, gần được còn một chút nữa thôi. Chỉ còn một chút nữa thôi là ăn được nó rồi. Đố anh bắt được em. Nói cho nó nhanh. Cày thật. Làm nào bây giờ? Lên gấu 3 còn đéo ăn được. Bây giờ chỉ có con lên con rớt 3. Trời ơi, lên con rớt 3 một cách roll chay. Kiếm con rớt 3. Rớt 3 giật phát chết luôn thì may ra mới ăn được. Nhưng mà nó có cái BKB 2 thì làm sao mà đủ đam để giết được nhỉ? Ăn đi, dồn đam mạnh vào phát nào. Giết hết bọn nó, sao dồn đam mạnh vào cái con Lancer nào. Được không? Rồi, được không? Rồi, rất ít máu rồi. Được không? Cực kỳ ít máu rồi, nhưng mà được không? Ui, vẫn đây, vẫn chưa được. Vẫn đéo đủ đam. Đố anh bắt được em. Và vừa nay nói chung là mẹ Anh còn không bắt được em 2 sao thì 3 sao anh bắt thì đéo được em. Thôi cái việc anh bắt em thì nó coi như là lâu hốp rồi. Không có anh bắt được em, chỉ có em đấm chết anh thôi. Nhưng mà anh cứng quá. Đấm thì đéo được nhở. Lại hỏa. Trừ máu hết rồi anh em ạ. Bây giờ là trừ còn 1 máu hai bên. Thôi bây giờ kiếm nó rớt 3 vậy. Mà cái thằng này nó lì thật đấy. Thi xem thằng nào lì hơn à. Trận đấu này thi xem thằng nào lì hơn à. Tìm ra ông vua của độ lì đúng không? Phải không? Người có khả năng lì nhất thế giới đúng không? Bây giờ như nào nhỉ? Bây giờ phải hy vọng là có một cái trận động đất ở phía bên nước nó. Chỉ còn hy vọng người ta mất điện. Các mày mất điện, đúng rồi. Phải có một cái trận mất điện. Hoặc là nó cũng đang buồn ỉa giống tôi. Và thằng nào nhịn ỉa được lâu hơn thì thằng người thắng. Đúng không? Phải có cái điều kiện như thế thì mới có cửa. Chứ còn bây giờ một thằng buồn ỉa còn một thằng không buồn ỉa thì làm sao mà tôi có cửa được với thằng này đây. Ví dụ như là nó là một cái thằng mà vừa mới chơi cái con game này, lúc mà vừa mới ỉa xong thì tôi cũng không hiểu là bây giờ tôi đỡ thích đéo nó được đấy. À, nó buồn ỉa quá. Rất có thể đối thủ là một cái người rất là cẩn thận, luôn đi ỉa trước khi chơi game. Rồi tại sao tôi lại không nghĩ ra cái điều này nhở? Tại sao tôi lại không đi ỉa trước khi đi chơi game? Tại sao tôi lại không trả lời câu hỏi đấy nhở? Phải luôn đi ở trước khi chơi game. Đây là một cái bài học xương máu. Đúng thế. Phải chuẩn bị thật tốt, thật kỹ. Không trách ai được bây giờ. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân thôi. Khổ thật đấy. Round thứ 50 rồi đây này. Con mẹ mày có buồn ỉa không? Alo. Alo bạn ơi, bạn có buồn ỉa không? Nếu mà bạn cũng buồn ỉa giống tôi thì bạn ơi, chúng ta đang có một cái cuộc thi nhịn ỉa xem ai nhịn ỉa lâu hơn rồi đấy. À! Ui mẹ ơi. Tôi kiệt sức mẹ nó mất rồi anh em ạ. Round 50. Chào mừng anh em đến với cả round 50. Bây giờ đồ gì thì cũng thế thôi, bây giờ đồ gì nhỉ? Bây giờ ra là cái món đồ gì đây? Chả ra là cái món đồ gì cả. Đây nó chỉ gọi là thủ tục thôi chứ cái con quái này thì nhẫn thông minh. Nhẫn thông minh thì được làm cái gì? À, rồi ổ à? Cũng chả được cái vẹo gì luôn. Cũng không được cái gì ấy. Thậm chí là còn chả ghép được một cái món đồ gì luôn. Bây giờ ra được thêm cái đồ này thì nói chung là mất gót. Cho vào thì mất cái giảm hồi chiêu để ấy được cái bộ gót. Kết hợp 2 gót vào giảm hồi chiêu thì thôi giật được 2 phát liên tục, nhưng mà cái quả thứ 3 nó sẽ chậm hơn, nó sẽ bị chậm hơn. Nói chung là không ăn thua, cho rớt rồi giật, dồn đồ cho rớt thì cũng đéo làm gì được luôn. Thật là như thế. Đấy thì rớt đấy, giật thì cũng mạnh đấy, nhưng mà rồi sao, làm thế nào đây? Bây giờ tôi có cái giải pháp là làm thế nào. Chứ còn bây giờ thì đấy, con rớt nó cũng không ăn thua đâu. Bây giờ chỉ cần bỏ đồ ra khỏi cái người cái con gấu cụ này thì là thua luôn anh em ạ, thua luôn. Bây giờ bỏ đồ ra khỏi người con gấu cụ là thua luôn. Đấy mà thậm chí là bây giờ bỏ cái bộ 9m đi thì cũng thua cơ. Bởi vì nó sẽ không có những cái cú stun. Nó sẽ không có cái gọi là cái khống chế ở đây. Mất cái đóng băng thì là khả năng thua là rất cao. Có đóng băng cù nhây được anh em ạ. Nó bị đóng băng nó đéo đấm được. Đấy, nhưng mà nếu mà không cản được nó mà để nó đấm thì là thua đấy. Thế nên bây giờ bỏ bất cứ một cái gì là đều có thể dẫn tới cái việc thua anh em ạ. Bây giờ tôi chả bỏ được cái gì cả. Bây giờ còn 1 máu thôi. 1 máu này thì tôi chịu rồi, tôi chả bỏ được cái gì hết. Bây giờ chỉ có nó ngu, tự nhiên nó ngu nó bỏ một cái gì đấy ra thôi, nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng không ngu đâu anh em ạ. Bây giờ chỉ có nó như nào đấy, có một cái gì đấy nó tác động ở phía bên ngoài. Đấy, như cái việc bây giờ thằng nào cả 2 thằng đều coi như là phải nhịn ỉa. Thằng nào chịu đựng lâu hơn thằng người thắng, thế thôi. Tầm này chịu rồi, tôi chịu luôn rồi đấy. Không có cách nào hết rồi đấy. Còn bây giờ tôi, cái bụng của tôi bây giờ nó cứ quặn 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 anh em ạ. Thôi xong rồi, làm nào bây giờ? Tự nhiên tôi lại cái ký ức của tôi về cái hồi đại học nó lại ùa về anh em ạ. Đấy là một cái rồi, đâu ạ? Không kể luôn. Thôi tôi sẽ cố gắng kể lốt cái câu chuyện này, bởi vì tôi biết là trận này nó vẫn hòa thôi. Đấy là một cái buổi sáng ngày mùng 4 tháng 7 của năm 2006. 2006, ngày mùng 4 tháng 7. Tôi nhớ rất rõ cái ngày đấy, bởi vì đấy là cái ngày thi đại học của tôi. À không, không phải. Ngày mùng 4 là thi toán lý. Ngày mùng 4 thi toán lý. Ngày mùng 5, chính xác đó là ngày mùng 5. Và một cái buổi sáng ngày mùng 5 tôi đi thi đại học. Thì tôi thi đại học kiến trúc nên là tôi phải thi theo cái môn vẽ. Tôi phải thi môn vẽ. Cái môn vẽ anh em biết rồi đấy. Nó cũng là một cái trong những cái môn mà nếu mà anh em chưa biết thì tôi cũng nói luôn, là một cái môn mà thi nó mất rất nhiều thời gian. Cụ thể ở đây nó là thi vẽ thì nó là thời gian của nó là 180 phút. 180 phút thi vẽ anh em ạ. Tức là 3 tiếng đồng hồ, tương đương với cả quãng thời gian mà tôi đạp xe từ Hà Đông, đạp xe đạp lên trên Hồ Gươm vào hồi cấp 3. Ôi mẹ ơi, lại cái cảm giác này nó lại ùa về anh em ạ. Buổi sáng lúc mà ngủ dậy, ăn uống các thứ đàng hoàng, đéo có cái chuyện gì xảy ra cả. Thế mà tự nhiên mới bước vào phòng thi, vừa mới bóc cái đề ra, cầm đề, đọc đề lên thì ôi rồi ôi, tôi lại có cái cơn đau bụng đấy. Nó lại như ngày hôm nay luôn anh em ạ. 3 tiếng đồng hồ. Ôi rồi ôi. Anh em có biết không, là đi thi đại học ấy là nó cũng đéo được đi ra ngoài anh em ạ. Đi vệ sinh đâu có được đi ra ngoài đâu. Trời ơi, tôi không biết anh em như nào, nhưng mà cái hồi tôi thi ấy, là nó đéo được ra ngoài. Nói cho nó nhanh nhá, không có được đi vào trong phòng vệ sinh trong cái thời gian mà đang thi. Đấy, thế nên là thôi tôi phải ngậm đắng nuốt cay, cố gắng chịu đựng thôi anh em ơi. Tôi phải dùng sức mạnh của tinh thần, hãng cất lại, dồn khí xuống đan điền, điều hòa nhịp thở để cố gắng hoàn thành tốt bài thi. Mà ôi rồi ôi, tôi cứ nói thế thôi chứ 3 tiếng đồng hồ, đúng là 3 tiếng ác mộng trong đời của tôi anh em ạ. Ký ức đầu hồi cấp 3 nó lại ùa về ngay trong phòng thi. Những cái khó chịu, những cái bức bối, những cái nỗi đau mà tôi đã từng trải qua thì nó đã coi như nó lặp lại, nó được lặp lại anh em ạ. À ôi, và bây giờ nó cũng đang lặp lại đây. À, ngồi trong phòng thi mà chân thì nó như muốn rút ra luôn, không ngồi vững nữa. Tay thì nó run anh em ạ. Ui nó run. Cái tay của tôi mà nó run đến nỗi mà nó không thể làm mà nó vẽ được một cái nét mà nó căng, một cái nét mà nó tròn, mà nó vẽ nó phải nguệch ngoạc anh em ạ. Nó nguệch ngoạc đó. À mà đấy, thế mà không hiểu sao nhá. Cũng phải nói là cũng may mắn là vì là cái hôm đấy mình bị đau bụng mà mình vẽ tự nhiên mình lại có cái phong cách là vẽ theo kiểu là nguệch ngoạc, vẽ là run. Đấy, thế lại được là các ban giám khảo, các thầy ấy chấm cho đánh giá là cao. Thế là tự nhiên này, thế đéo là cuối cùng lại đỗ đại học. Đấy, với một cái số điểm cao, nhì lớp. Thế là vào trong lớp là coi như là làm lớp phó tập luôn. Ui giời. Tất cả là chăm sự là cũng là nhờ vào cái cú đau bụng, để tôi có được những cái nét vẽ nó khác người, nó bay, nó trở lên là nó biến điệu, nó biến thiên một cách mà các thầy nhìn vào các thầy không kiểm soát được. Đấy, các thầy lại thích. Tôi lại nghĩ là nhiều khi tôi nhớ lại cái ngày hôm đấy, tôi cũng nghĩ là giá như mà cái cơn đau đấy nó kèm theo một chút đấy, nó vừa đau bụng đấy, lại vừa buồn đái nữa. Đấy, vừa buồn hiểu vừa buồn đái, thì có khi ấy, là có khi là điểm tôi lại cao hơn nữa, tôi làm lớp trưởng. Có khi là như thế. Trong cái rủi nó cũng có cái may, cũng được. Ô bạn ơi, kể chuyện một lúc rồi vẫn chưa thấy có cái gì có chuyển biến nữa nhờ. Chết mẹ, khó nhờ. Anh em ơi, nó này đồ lì quá. Làm nào bây giờ? Thằng này đồ lì quá anh em ơi. Chết rồi. Thực là tôi bây giờ thì nếu mà nói là có nhịn được nữa không ấy, thì bây giờ nó nhịn đến cái nó gọi là cái giới hạn rồi anh em ạ. Nó đạt cái giới hạn rồi, nên là bây giờ ấy nó đã qua cái cơn đấy rồi, nó không còn đau nữa ấy. Cảm giác bây giờ tôi cũng muốn hỏi các anh em là bác sĩ, các anh em làm bác sĩ có chuyên môn ở trên kênh, tôi biết là có rất nhiều anh em là bác sĩ đang ở đây, thì anh em có thể cho tôi biết xem là nếu mà nhịn ỉa lâu ấy, và đến cái cảnh giới là nếu mà nhịn mà không còn buồn nữa ấy, thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không anh em nhỉ? Rất cần một cái lời tư vấn, một cái câu trả lời từ phía các anh em bác sĩ. Mấy hôm trước thì cũng có xem một vài cái chương trình mà người ta cũng nhịn ỉa khá là lâu. Tôi xem cái chương trình gì nhỉ? Cái chương trình gì mà có mấy sao xong rồi làm đi bộ đội ấy nhỉ? Tự nhiên quên. Sao nhập ngũ. À đúng rồi, sao nhập ngũ mới đây. Xong có một cái bạn ý kiểu bạn ý không quen ấy, bạn ý không quen với cả cái chỗ tập quân sự ấy, không quen đéo đi ỉa được. Thế là nhịn ỉa mẹ một tuần luôn, xong về mới đi ỉa. Đấy, người ta nhịn ỉa được một tuần thì tôi cũng không nghĩ là tôi nhịn ỉa có 1-2 tiếng thì nó cũng không đáng là bao nhiêu cả. Chắc là nó cũng không ảnh hưởng đâu nhỉ. Chắc là cũng không sao thôi đúng không? Trước đây là cũng có xem một vài cái bài báo khoa học nói về cái việc nhịn đái. Nhịn đái thì hình như là không vấn đề gì hết. Đấy, nhịn đái không vấn đề gì hết. Nhưng mà nhịn ỉa thì chưa biết, thì lại cần phải có tham vấn của các anh em bác sĩ chuyên môn cao. Thế sao nó có vấn đề không? Chuyện này thấy cảm giác như là tôi đến cái giới hạn là bây giờ tôi cũng hết buồn rồi. Đến cái cảm giác mà hết buồn rồi anh em ạ. Hết buồn hết đau rồi, chả có cảm giác gì nữa rồi. Qua cái cơn đấy rồi anh em lại phấn khởi vui vẻ nói chuyện với anh em. Đấy, thế đéo nào. Thế là sao nhở? Nếu mà giải thích về mặt chuyên môn y bác sĩ, về mặt sinh học của con người thì tại sao nó lại như thế nhở? Cũng không hiểu. Nhưng mà đến cái tầm này lại không thấy gì nữa rồi anh em ạ. Lạ thật. À đúng rồi, mà tôi nhớ lại ấy, là cái đợt trước cũng thế đấy. Cái đợt mà tôi cấp 3 ấy, tôi nhớ là cấp 3 lúc mà tôi đi lên trên Hồ Gươm là tôi cũng nhịn một thời gian là tôi cũng hết, tôi cũng không thấy buồn nữa. Rồi cái hôm thi đại học cũng thế anh em ạ. Hình như là đến cái đoạn cuối của cái giờ thi ấy, đến khi mà tôi vẽ xong ấy là tôi lại phấn khởi đấy, tôi lại chạy ra tôi lại báo tin cho bố tôi là rồi hôm nay tôi hoàn thành tốt bài thi. Tôi chạy luôn chứ tôi cũng không có lết đâu. Đấy, về nhà mới đi à? Ô thế thì cảm giác như là bây giờ nó y hệt như thế. Đúng thật. Đấy, bây giờ nhiều khi là cũng phải có những cái cú như thế này, ký ức của mới ùa về, chúng ta mình nhớ lại những cái kỷ niệm xưa cũ. Rồi thôi, quả này là phải roll để kiếm được 3 sao đây. Tất tay anh em ơi, tất tay anh em ơi, tất tay anh em ơi. Đéo lên được con nào 3 sao à. Một con Thunder nữa thì làm sao. Thế lại phải bán đi. Chịu rồi. Chán thật. Chỉ còn một con già, một con Thunder và một con Flame nữa, nhưng mà nó không lên được. Thế lại phải bán đi anh em ạ. Cay nhở. Quả này giật hơi mạnh đấy nhá. Được không? Được không bạn ơi, được không bạn ơi. Ôi giời ơi, không được. Không biết là bạn ơi, alo bạn ơi, bạn có buồn ỉa không? À ôi, đùa anh bắt được em, đùa anh bắt em đi, đéo bắt được đâu. Khó lắm. Bây giờ lên được con rớt 3, nhưng mà cái con rớt này nó đâu phải là dễ roll ra đâu. Nó không hề dễ để roll ra là con rớt 3 anh em ạ. Đấy, từ nãy giờ vẫn chỉ có 4 con rớt thôi. Roll thì chắc 100 tiền rồi chứ cũng có ít gì đâu. Không biết là bây giờ tôi có lên xin nó không nhỉ? Tôi có lên chat lên xin nó là nó chịu thua đi để chúng ta có một cái trận đấu ở top 1 không nhỉ? Thật là như thế luôn. Lì thế. Bây giờ đến cái round này là bây giờ hết quái rồi anh em ạ. Round 58. Vậy là chúng ta đã thi đấu được, tôi nghĩ là tôi cũng không biết là bao nhiêu thời gian, nhưng mà chắc là cũng gần 2 tiếng. khoảng tiếng rưỡi rồi đấy. Hơn tiếng rưỡi rồi. Hơn tiếng rưỡi rồi và trận đấu này nó vẫn chưa có cái hồi kết thúc anh em ạ. Vẫn chưa thấy có cái cửa, nhìn thấy cái cửa là có thể kết thúc cái trận đấu này. Chứ đừng có nói là thắng hay thua nhá. Bây giờ tôi thua cũng được. Bây giờ tôi thua cũng được. Nhưng mà bây giờ làm nào thua là phải là không phải là đầu hàng. Thua là phải thua trên cái tâm thế là cái người bị thua. Chứ còn thua đầu hàng thì còn nói làm cái đéo gì. Bây giờ cậu đấm nó tới chết đi. Tớ rất là muốn cậu đấm tới chết rồi đấy. Đấm đi, cố lên nào. Đấm đi, đéo đấm được luôn. Làm gì đấm được đâu. Đấm vào nó lại đấy. Đố anh bắt được em. Chìm mẹ luôn. Chìm tỉnh dậy máu lại đầy. Hai con bất tử gặp nhau anh em ạ. Bất phân thắng bại rồi. Trận này tôi nghĩ là bây giờ cứ chiến đấu như này. Đấu này đến khi nào mà cái trò chơi này ấy, nó đét con mẹ nó game thì trò chơi này, cái con game này nó vẫn chưa kết thúc. Tôi dám chắc với anh em cái điều đấy luôn. Thôi anh em ơi, tôi chat đây, tôi bảo nó, tôi chat với nó, tôi bảo nó là bạn ơi, bạn cho tôi trận thắng, cho tôi xin cái trận này tôi thắng. Có được không nhỉ? Trời ơi, tôi muốn chat như thế lắm rồi đấy. Con mẹ nó lì thế nhở. Tôi cũng không ngờ nó lại lì hơn cả tôi cơ anh em ạ. Thằng này nó người gì đây? Người cờ này là cờ đéo ở đây, cờ Thái Lan à? Hay là cờ Philippines ấy nhở? Mẹ nó lì thế nhở. Bớt lì tí được không? Ôi rồi ôi. Hay là tôi cần phải kể thêm một cái câu chuyện nữa. Lúc mà tôi, sau khi tôi đã tốt nghiệp và tôi đi làm, tôi tán gái nhờ. Tôi dám chắc là các anh em ở đây sẽ không muốn nghe đâu. Cái chuyện, cái câu chuyện thứ đây là thứ tư rồi đúng không? Đúng mẹ rồi. Kể tới 4 lần đi ở trong đời rồi. 4 lần mà phải nhịn ỉ ở trong đời rồi. Trời ơi, thế bây giờ tôi kể lốt cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà tôi đi tán gái hồi mà tôi đi làm, sau khi tôi ra trường là năm thứ 2. Sau khi tôi ra trường, tôi đi tán gái và tôi phải nhịn ỉ. Có nên kể câu chuyện này không nhở? Oh my god. Mà bây giờ tôi tự nhiên tôi cảm thấy lại đau bụng lại rồi anh em ạ. Anh em bác sĩ có thể giải thích cho tôi được một chút về cái vấn đề sinh học này không? Vừa lấy rõ ràng là tôi đã hết buồn rồi, bây giờ tôi lại buồn rồi anh em ơi. Ôi rồi, đau quá, đau bụng rồi. Không thể nhịn thêm được nữa rồi anh em ơi. Làm nào bây giờ, lâu quá, mẹ round thứ 60 rồi. Round thứ 60 mà vẫn chưa có cái dấu hiệu kết thúc anh em ạ. Trời ơi, một câu chuyện nữa nhưng mà tự nhiên tôi lại thấy đau bụng quá. Kể lốt cho anh em câu chuyện này thì chắc là tôi nghĩ là kể xong câu chuyện về cái hồi tôi tán gái, nhịn ỉa tán gái, kể xong thì cũng chưa chắc là hết cái trò game này đâu. Chúng ta cần phải có rất là nhiều cái câu chuyện thì tôi nghĩ là mới có thể hết được. Mà cái câu chuyện đấy tôi nghĩ là thôi tốt nhất là không nên kể, bởi vì là mình là cái người có vợ rồi. Mình có vợ rồi. Nhiều khi là đến tai vợ mình thì nó cũng không hay. Ôi rồi. Cáu nhờ. Làm nào giờ. Con mẹ cay thế nhờ. Không thể chết được. Tôi đã uống hết cốc cà phê từ rất lâu rồi anh em ạ. Và trận đấu này nó vẫn đang tiếp diễn. Mà tôi nói thật với anh em, nó sắp đến giờ mà vợ tôi đi làm về rồi đấy. Vợ tôi đi làm về mà tôi còn phải kết thúc cái con game này. Tôi còn, nếu mà vợ tôi về là tôi còn phải đi ở, sau tôi còn phải đi đón con cơ. Anh em ơi, còn rất nhiều việc cần phải làm. Vợ tôi giờ cũng khó tính lắm. Bà bầu tháng thứ 2 rồi anh em ạ. Sang tháng thứ 2 rồi khó tính lắm. Mẹ về chửi cho chết luôn đấy. Làm nào bây giờ, cuống hết cả. Ngồi lâu quá rồi. Làm nào để kết thúc cái trận đấu này nhỉ? kết thúc được không? Không được, không được anh em ạ. Bây giờ nó còn 2 con cơ. Tức là cái con gấu của tôi bây giờ nó đóng vai trò là nó phải solo, nó phải cầm cự ấy. Chứ không phải là nó là cái con dồn nam để có thể giết được nữa. Khó lắm. Chính thức là đóng sổ là forever rồi anh em ơi. Forever rồi. Ui, lần đầu tiên trong lịch sử auto chết nha anh em nhá. Và cái người làm ra cái trận đấu đó lại vẫn là tôi. Đúng là người sáng tạo nội dung anh em ạ. Content creator chỉ có ở trên kênh GameToday thôi anh em ơi, không có ở trên kênh khác đâu. Tôi đố anh em tìm được ông nào mà gọi là sáng tạo nội dung mà làm được cái trận đấu này như tôi đấy. Mà không phải chỉ có sáng tạo nội dung mà tôi chấp hết tất cả các ông ở trong game này luôn. Xem ông nào mà làm được ra cái nội dung kiểu dạng như này, dã man thật sự luôn đấy. Sau nhiều ông bảo tôi hack. Có rất nhiều anh em bảo tôi hack. Hack. Rồi hack nhưng mà hack hay nhá. Hack hay dã man. Thế bây giờ làm nào? Bây giờ làm nào đấy? Bây giờ tôi chả biết làm nào luôn. Giáp băng cho rớt. Giật cho nhanh. Không được anh em ạ. Giật cũng chả thua. Chịu rồi. Chịu thật sự đấy. Làm nào đấy. Thôi rồi anh em ạ. Bây giờ ấy, anh em biết tôi diễn tả cho anh em là bây giờ cái cơn đau bụng của tôi ấy, là lúc thì nó đau, lúc thì nó đéo đau, lúc nó đau nhói một cái, lúc thì nó không đau. Không biết là có ảnh hưởng gì đến cái phần nội tạng của tôi không thì tôi không biết. Chắc là sau cái game này là phải hỏi ngay bác sĩ thôi. Hiện tại là anh em ở trên kênh fan của GameToday thì có khá nhiều anh em bác sĩ ấy. Nhưng mà chọn luôn mà anh em bác sĩ mà hay nói chuyện nhất là anh em Nguyễn Đình Hiếu. Ra nói chuyện với anh em Nguyễn Đình Hiếu hỏi xem là nhịn ỉa lâu cái này thì có bị làm sao không mới được. Cay thật đấy. Bây giờ là cái kiểu là nó vừa đau nó vừa hết đau anh em ạ. Đấy, cứ khoảng 1 phút nó đau nhói cái xong rồi nó lại hết đau. Đéo hiểu kiểu gì. Mà đau ở phía bên trái anh em. Đau ở cái phần nó ở hơi dưới một tí. Ở phía bên trái. Chết rồi. Có khi nào mà nhịn ỉa nó lại sỏi thận không nhỉ? Sợ thật sự ấy. Làm nào đây, tôi đã coi như là hết mức có thể rồi. Tôi không biết làm cách nào hết anh em ạ. Tôi đã nói cho anh em biết rồi đấy. Là bây giờ chỉ còn cách là đưa con rớt lên 3 thôi. Để xem nó như nào thôi. Chứ còn bây giờ tôi hết cách rồi. Rớt 3 tôi nghĩ là cũng không có cửa đâu. Rớt 3 không có cửa đâu. Trận này ấy, chỉ còn một cái cửa duy nhất thôi. Đấy là đối thủ cũng buồn ỉa như tôi. Và đối thủ không chịu được. Chắc chắn rồi. Đây nó sẽ là cái cuộc thi xem ai nhịn ỉa lâu hơn. Chỉ còn có cách đấy thôi anh em ơi. Hoặc là nó mất điện. Mà mất thế đéo vào điện. Chỉ có là hết pin thôi. Hết pin sau đấy là đang ngồi ở ngoài. Đéo ở trong nhà để sạc pin thì may ra. Chứ còn tầm này thì hết điện thì đéo được. Chơi game bằng điện thoại thì hết thì đéo được điện. Mất thì đéo điện. Chỉ có tôi rồi ấy. Tôi là dễ bị mất điện thế này. Tôi chơi bằng máy tính là dễ mất điện. Là cái nguy cơ thua là cao hơn nó anh em ạ. Nguy cơ thua của tôi là rất cao. Round thứ 63 rồi anh em ơi. Trời ơi tôi không biết tôi phải ngồi bao lâu nữa đây. Tôi tính sơ sơ là bây giờ hiện tại là tôi cũng đã ngồi gần 2 tiếng rồi anh em ạ. Gần 2 tiếng đồng hồ. Oh my god. Gần 2 tiếng rồi. Và từ cái lúc mà tôi bắt đầu tôi chơi ấy là khoảng 1 rưỡi. 4 rưỡi và tôi về. Ngồi thêm được một lúc nữa anh em ạ. Ngồi thêm được một lúc nữa. 4 rưỡi và tôi về thì chắc chắn là tôi sẽ thua. Tức là chúng ta vẫn có thể ngồi thêm được 1 tiếng nữa. Nhưng mà tôi cũng không biết là tôi có thể ngồi được thêm 1 tiếng nữa với thằng này không. Ê, alo alo. Thằng này nó lì thật mà nó còn đéo thèm chat cơ. Nó giống hết tôi anh em ạ. Nó còn đéo thèm chat luôn ấy. Còn nếu làm chat với tôi luôn ấy, nó cũng ngồi với tôi luôn. Thằng này nó cũng rảnh như tôi. Mà thực ra tôi có rảnh đéo đâu. Tôi đang làm việc cơ mà. Tôi đang làm cái công việc của tôi. Đấy là sáng tạo nội dung, up clip lên trên YouTube. Chứ tôi đéo phải là tôi ngồi đây tôi rảnh để tôi ngồi đây tôi thi gan với cái thằng này anh em ạ. Tôi có rảnh đéo đâu. Đấy là chưa kể là tôi còn đang muốn đi hả? Đau quá, đau bụng quá anh em ạ. Làm nào giờ? Anh em cũng thấy là cái giọng tôi bây giờ nó đã không thể nói được nữa rồi. Cái tầm này nó mệt lắm rồi đấy. Thôi xong rồi anh em ạ. Tôi chịu thôi. Không thể chịu nữa rồi. Ngồi thêm một tiếng nữa đến lúc vợ mình về thì cũng thua. 2000 years later. À, đéo được rồi anh em ơi. Con mẹ 5 tiếng đồng hồ. Đối thủ nó lì quá, đéo biết làm nào anh em ạ. Thôi tôi không chịu nữa rồi. Lòi chi đến nơi rồi anh em ạ. Thôi rất là cảm ơn anh em. Có khi là tôi sẽ phải dừng cái trận đấu ở đây thôi nhá anh em nhá, để còn giải quyết. Chứ còn nhịn ỉa 5 tiếng đồng hồ như thế này thì thực sự là tôi nghĩ là không tốt cho sức khỏe của tôi đâu anh em ạ. Thực sự là không tốt một chút nào hết. Ai rồi?